Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh ô tô 360 của chúng tôi. Kênh ô tô 360 của chúng tôi là kênh chuyên mua bán xe ô tô cũ. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn tất cả những loại xe ô tô cũ mà chúng tôi mua về còn rất mới và rất đẹp, chất lượng còn rất tốt. Chúng tôi sẽ cam kết là những chiếc xe mà chúng tôi đem đến cho quý vị và các bạn là những chiếc xe còn nguyên bản, chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước, không tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội hôm nay đã bắt đầu trở rét thực sự rồi ạ. Quý vị và các bạn đã chuẩn bị cho gia đình của mình có một cái mùa đông ấm áp chưa ạ? Ví dụ như là quý vị và các bạn đã có dự định sắm cho gia đình của mình một chiếc xe ô tô để tránh mưa gió, tránh rét mướt, nhất là trong những cái tình trạng là khí hậu và độ ô nhiễm như hiện nay, thì quý vị và các bạn nên sắm cho gia đình của mình một chiếc xe ô tô để bảo vệ sức khỏe chính cho mình và người thân của trong gia đình của mình. Quý vị và các bạn cũng đã biết, mấy hôm trước chúng tôi đã mua một con xe Toyota Vios số tự động sản xuất năm 2018, rất là mới. Khi tôi đăng lên đây, chỉ hôm sau là chúng tôi đã có người đến mua ngay và luôn chiếc xe đó. Chúng tôi vừa bán được xong chiếc xe 2018 thì hôm nay chúng tôi lại mua được một chiếc xe 2017. Nhưng có khác với cộng bản 2018 hôm trước là chiếc xe hôm nay chúng tôi đem lên đây cho quý vị và các bạn đó là chiếc xe Toyota Vios bản E số sàn. Chiếc xe Toyota Vios bản E số sàn này chạy được hơn 3 vạn km rồi, nhưng mà chiếc xe này còn rất là mới. Quý vị và các bạn cũng có thể xem và đánh giá qua được chiếc xe này nó mới như thế nào. Cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem chất lượng của chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào. Toàn bộ những phần ba đời sống trước, ba đời sống sau, rồi thì bốn cánh cửa, tai, hông còn nguyên bản. Nước sơn còn nguyên bản theo xe cho nên là còn rất là bóng bẩy. Toàn bộ phần đèn pha này, đèn hậu này, đèn xi nhan còn rất là mới. Tất cả các keo chỉ nhựa ba đời sống này, capo, cánh cửa còn nguyên bản, chưa có một dấu hiệu của sự gò lại hay là mất keo chỉ. Tất cả các thứ còn rất là mới. Quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy gọi theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn. Chiếc xe này sản xuất năm 2017 cho nên bây giờ vẫn có thể vay trả góp để mua chiếc xe này, rất là đơn giản ạ. Thủ tục rất là nhanh gọn, có thể vay đến 75% giá trị của xe và có thể trả góp trong vòng 5 năm. Nếu quý vị và các bạn chưa chuẩn bị được về phần tài chính thì quý vị và các bạn có thể vay ngân hàng. Nếu như chiếc xe này vay thì chỉ bỏ ra hơn 100 triệu là đã sở hữu ngay chiếc xe Toyota Vios bản E này đấy. Sau khi tôi và quý vị và các bạn đã xem qua về phần ngoại thất bên ngoài thì bây giờ tôi mời quý vị và các bạn cùng vào trong xem phần nội thất để xem chiếc xe này nội thất nó còn bao nhiêu phần trăm đấy. Vâng, đây thưa quý vị và các bạn, đây là táp bi cửa bên lái này. Vô lăng ghế da còn rất là mới. Vô lăng thì mới chạy hơn 3 vạn thôi cho nên là chưa có độ bóng hay là chưa có độ xước. Cần số các thứ còn rất là đẹp, táp lô còn rất là mới. Toàn bộ 4 táp bi cửa này, ghế da, táp lô còn rất là mới. Nhìn qua chúng ta cũng có thể biết được chủ xe này là người rất là giữ gìn cho nên cái nội thất nó mới đẹp được như thế này ạ. Chiếc xe chạy hơn 3 vạn rồi nhưng mà nội thất còn rất là đẹp. Cũng là chạy hơn 3 vạn nhưng nhiều chủ xe đã không giữ gìn, lên xe không giữ gìn gì cho nên là xước xát rất là nhiều. Tôi đánh giá chiếc xe này là chủ xe rất là cẩn thận, chủ xe đi giữ gìn cho nên là tất cả mọi thứ đều đẹp như thế này ạ. Cái ghế cũng không xước, táp bi không xước, táp lô không xước ạ. Vô lăng cũng còn rất là đẹp, chưa có sự là bóng hay là mài mòn gì. Về phần động cơ của xe, động cơ của xe được ví như là trái tim của xe. Xe chiếc xe này đã được trang bị động cơ đua VVT-i. Khác với đời trước đó là động cơ là VVT-i không thôi thì đời này là ta đã trang bị cho chiếc xe Vios một động cơ đua VVT-i, tức là động cơ mới cho công suất lớn hơn và tiết kiệm nhiên liệu cho nên là chiếc xe này là chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Thứ hai nữa là chiếc xe này của chúng tôi, sau đây quý vị và các bạn cùng xem chi tiết vào từng cái ốc máy. Ốc máy của nó là còn rất là nguyên bản, chưa có dấu hiệu của sự tháo rỡ
làm lại. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa phải làm lại gì cả, tức là chưa ngập nước. Và quý vị và các bạn hãy để ý từng ốc cabo mà tôi quan sát lại đây cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Những chiếc ốc cabo này còn nguyên bản chưa tháo ra, tức là những chiếc cabo này chưa được tháo, chưa phải tháo ra, tức là chưa đâm đụng hay va chạm gì cả. Nếu như đâm đụng hay va chạm thì chúng ta đã phải tháo cái ốc này ra để sửa chữa lại. Đây ốc còn nguyên zin, chứng tỏ chiếc xe chưa đâm đụng, chưa ngập nước. Nếu anh em nào đang có ý định mua cho mình một chiếc xe về chạy kinh doanh vận tải chở hành khách để kiếm trong cái dịp Tết này thì đây cũng là sự lựa chọn thật là tuyệt vời đấy anh em nhé. Tại vì là nếu như anh em mà bỏ ra một chiếc xe Toyota mà mới tinh đăng ký xong chạy dịch vụ thì là bỏ ra vốn là rất là lớn, thu hồi vốn cũng rất là lâu. Cho nên là nên mua lại chiếc xe cũ này thì tiết kiệm được khá nhiều tiền đấy ạ. Vốn ít thu hồi lại nhanh mà tính thanh khoản của chiếc xe Toyota thì rất là cao. Quý vị và các bạn đã biết rồi, chiếc xe mà mọi người vẫn hay gọi nó là chiếc xe Toyota thần thánh đấy. Thần thánh tức là nó đạt được rất là nhiều yếu tố, ví dụ như về tiêu chuẩn chất lượng này, nó rất là bền. Thứ hai nữa là bán nó không bị mất giá, mỗi một năm nó chỉ lỗ rất ít thôi so với cùng phân khúc. Ví dụ như quý vị và các bạn mua những chiếc xe khác của Kia, Mazda, Hyundai chẳng hạn thì là nó sẽ bị lỗ nhiều hơn, còn của Toyota thì nó lỗ ít hơn. Và nếu anh em mà chưa chuẩn bị được tài chính để mua đủ cả một chiếc xe này thì anh em có thể làm trả góp. Làm trả góp cũng rất là đơn giản, thủ tục cũng rất là nhanh gọn. Anh em có thể bỏ ra hơn 100 triệu thì sẽ trong 3 ngày làm thủ tục thì sẽ giải ngân xong cho anh em được chiếc xe này. Anh em có thể nhận xe về chạy ngay và luôn được. Bản mới Vios 1.5e thì vừa được chính thức giới thiệu tới khách hàng Việt vào giữa tháng 9 vừa qua. Nó đã nhanh chóng là thỏi nam châm thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Bước vào khoang nội thất, Vios mới ghi điểm về thiết kế tối giản và thân thiện. Bảng táp lô được thiết kế hài hòa, vòng đồng hồ trung tâm mạ viền chrome, tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin, vô lăng 3 chấu, đèn báo chế độ chạy tiết kiệm nhiên liệu được trang bị giúp tăng tính năng thân thiện với môi trường, đồng thời tạo ấn tượng cao cấp và sang trọng cho xe. Cục điều khiển âm thanh và bảng điều khiển điều hòa nằm ở trung tâm, được thiết kế với hình dáng 3 chiều nổi lên trên bề mặt của bảng điều khiển, tạo ấn tượng khác biệt. Cửa sổ chỉ điện tích hợp tính năng chống kẹt, bộ lọc không khí giúp tối đa hóa việc lọc bụi. Các hệ thống hỗ trợ vận hành trên Vios tiêu biểu như tay lái trợ lực điện với khả năng điều chỉnh hai hướng, cho phép chủ sở hữu đánh lái nhẹ nhàng ở tốc độ thấp và gia tăng cảm giác lái khi ở tốc độ cao, đảm bảo khả năng làm chủ trên mọi cung đường. Bên cạnh đó, hệ thống cách âm cũng được cải tiến một cách đáng kể, bao gồm tấm cách âm giúp giảm tần suất tiếng ồn từ sàn xe, kính chắn gió trước 3 lớp, bệ đỡ động cơ, bảng táp lô, thảm xe, tấm cách âm khoang động cơ, cửa xe và khoang hành lý được thiết kế để hấp thụ tiếng ồn tối đa. Thiết kế thân xe áp dụng triệt để nguyên lý khí động học, giúp chiếc xe vận hành ổn định, ngăn chặn tiếng ồn tuyệt đối. Hệ thống treo trước và sau thân phiến có khả năng giảm thiểu tối đa mọi rung động từ mặt đường, đảm bảo cho sự ổn định khi vận hành xe. Vios mới tiếp tục được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp PA và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Cấu trúc thân xe có thể hấp thụ lực vào khung xe có độ bền cao. Thân xe được thiết kế giúp làm giảm chấn thương cho khách bộ hành. Vios mới vẫn được trang bị túi khí cho cả người lái và hành khách phía trước cho tất cả các phiên bản, cùng các trang thiết bị an toàn tiêu chuẩn như dây đai an toàn 3 điểm ELR được trang bị cho hàng ghế phía trước có chức năng tự siết và giới hạn lực căng, đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách khi xảy ra tai nạn. Cấu trúc ghế giảm chấn thương đốt sống cổ, móc đai an toàn ISOFIX cho trẻ em. Vios 1.5e CVT mới được trang bị động cơ 2NR FE mới, dung tích 1.5 lít, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC với hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVTi, tối ưu hóa thời điểm đóng mở đồng thời của cả van đạp và van xả, phù hợp với điều kiện lái xe, thay cho loại van biến thiên VVTi cho van nạp ở phiên bản cũ, mang lại hiệu suất vận hành cao cho động cơ ở mọi địa hình, với công suất cực đại 107 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng một phút và moment xoắn cực đại 140 Nm tại vòng tua máy 4.200 vòng một phút. Đồng thời, hệ thống cũng giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa, giảm thiểu ô nhiễm tới môi trường và gia tăng tuổi thọ cho động cơ.
xe này. Xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh Ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của Ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của Ô tô 360.